chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1. Sơn vô tình, Sơn có đi làm một con diều. Hôm nay Sơn đi làm một con diều nhá mọi người. Nhưng mà Sơn sẽ không làm ở bên nhà Sơn, Sơn sẽ làm bên kia cho nó mát. Thì Sơn cũng các bạn mình sáu buổi trưa gà nó gáy kinh quá mọi người, gáy ồn luôn mà. Thì buổi trưa thì gà nó gáy hơi nhiều. Với là Sơn chúc tất cả mọi người có một ngày mới vẻ nhá. Hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2024 nhá mọi người. Thì hôm nay Sơn mới bắt đầu vào là đi làm diều. Mấy con gà này chắc làm thịt sớm quá. Là mùa hè sắp về rồi mọi người, nắng lắm, nắng sợ luôn. Là năm ngoái là mà Sơn có làm là Sơn làm ở tại khu gọi là chỗ Sơn nó ngồi luôn này. Nắng quá, nó nắng gọi là không chịu được. Nên là năm nay Sơn quyết định là Sơn đi sang bên kia. Sang bên kia làm cho nó mát mọi người. Tại vì bên kia một phần là nhà gỗ với là làm bằng ngói á mọi người, là nhà hồi xưa. Nên là nó mát hơn ở đây nóng quá. Nên là ngày hôm nay gọi là gió về hưu hưu với là đổi hướng gió rồi mọi người ạ. Đổi hướng gió là đổi hướng gió ngược rồi. Thì sẽ sớm gọi là Sơn có thể là Sơn làm một cái con diều 1 mét bắt đầu gọi là hành trình gọi là 1 mét nhá mọi người. Thì đợi 1 giờ đó mọi người, giờ hiện tại là đang 12 giờ. Thì 1 giờ Sơn mới sang bên kia Sơn mới làm được. Thì hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký kênh, ủng hộ Sơn nhiều nhá. Thì đợi khoảng tầm 1 giờ là Sơn sẽ đi xong chưa và Sơn làm diều. Với là một phần là Sơn không có cây quay á mọi người. Nên là Sơn không đi sang bên kia mà quay được. Nên là Sơn là phải quay ở nhà rồi tí nữa sang bên kia rồi Sơn sẽ cầm điện thoại quay cho mọi người cùng xem nhá. Xin chào tất cả mọi người. Trời ơi, nó nắng giả man luôn mọi người. Hơn giờ rồi, gần 2 giờ rồi, mấy giờ rồi ta? Hơn 2 giờ rồi. Gần 2 giờ rồi và Sơn đã chặt được một cây một hai cây tre gọi là Sơn làm cảnh là 1m4 nhá mọi người. Thì lần này Sơn làm 1m4 chắc đuôi cá gì đó, còn cây cái với cây đuôi thì tí nữa kiếm sau mọi người. Giờ tranh thủ để làm để còn tối có video cho mọi người cùng xem đó. Thì Sơn cố gắng là làm sao vừa nhanh và cũng vừa đẹp để tối có video tất cả mọi người xem nhá. Thì phần thả thì có thể là ngày mai cũng được mà mọi người. Thì hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký kênh, ủng hộ Sơn nhé. Thì lần này Sơn mang sang đây gọi là cái nhà gỗ là làm cho mát. Cái khu vực nhà gỗ này là biết bao nhiêu tuổi thơ của Sơn đó mọi người. TV giờ ai còn đúng không? Khu vực nhà gỗ này là tuổi thơ của Sơn luôn đấy nhé. Sinh ngay sang đây chơi mà. Thì bây giờ Sơn sẽ tiến hành, thì cây này Sơn đã vót theo dạng hình vuông gọi là 0,6cm nhá mọi người. Nó nhiều cái nó hơi lòi lộn tí là cái dao nó sắc quá gọi là mình không nhà ấy được các mọi người. Với là nó bị lẹm đi. Thì đây là Sơn đánh dấu là 70 là ở giữa rồi này mọi người. Thì 1m4 mà. Thì Sơn đánh dấu từ đây ra đây là 7cm. Sơn đánh dấu hai bên nhá mọi người. Bên nào có. Đây. Đây. Đây Sơn đánh 3 điểm này là đây, từ giữa đây lại đây là 7cm, từ ở đây lại đây là 7cm, 2 cây. Thì bây giờ Sơn sẽ tiến hành vót luôn nhé mọi người. Vót ra đến bên ngoài thật mỏng cũng được mọi người. Làm vót làm sao mà cho nó cái diều mình dễ bay nhất có thể nhé mọi người. Sơn cũng đã làm xong rồi nhé mọi người. Sắp 3 giờ rồi mọi người ạ. Kinh khủng thật. Ngồi đây vót gọi là nói chung là mát. Mát hơn ở nhà Sơn, nhà Sơn nóng lắm. Nhà Sơn giờ gọi là cái tô đó mọi người. Ở đây thì có mái ngói thì nó không nóng vậy. Chắc mà ở nhà Sơn thì tôn thì nó nóng hơn. Lần này thì cũng bao bảo mọi người, cũng phải là dòng vừa đâu. Nói chung là không biết nó có lên được hay không, nhưng mà Sơn nghĩ là nếu mà như thế này, trường hợp mà như thế này thì tỷ lệ là giống như cái con diều cái đuôi cá mà 5 ngôi sao mà hôm qua Sơn mới đốt đó mọi người. Sơn nghi lắm, nhưng mà nó sẽ bay được. Hy vọng là từ giờ đến chiều Sơn sẽ làm gọi là buộc xong khung nhá mọi người. Giờ gần 3 giờ rồi. Tại vì 4 giờ Sơn phải về đó, 4 giờ Sơn phải về khoảng tầm 4 rưỡi 5 giờ gì đó Sơn mới sang làm. Thì không biết kịp đăng video cho mọi người cùng xem nữa không. Tại vì cái video trước thì Sơn đăng muộn quá, giờ nó mất tương tác cũng khá là nhiều mọi người, không phải là ít. Nhưng mà đầu năm khai trương làm cái con diều này cũng khá là hay mọi người. Gọi là có một đoạn lẹm ấy, nãy Sơn có lấy cái dao này mọi người. Dao này sắc giá mà ăn luôn. Làm cái lẹm luôn.
Thì bây giờ Sơn ra kiếm cây thanh cái này nhá mình ơi. Thanh cái với thanh đuôi nữa. Sơn cũng đã kiếm được cây đuôi với là cây cái rồi nhá mình ơi. Là cây cái này là chiều dài là 97cm mọi người. Cây đuôi thì hết tre rồi, còn tre ngắn rồi đó. Nên là kiếm được có 40cm à, cái đuôi. Đuôi hơi nhỏ mọi người, nhìn nó hơi xấu. Thì hiện tại Sơn cũng chưa đo, gọi là từ mà Sơn đánh dấu ở giữa 70cm ra đến bên ngoài là 7cm mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ đo lại nhá. Từ mà đoạn Sơn đánh dấu ở giữa ra đến bên ngoài mà 7cm, Sơn vót 0,4cm ra đến nhỏ nhỏ dần dần ra đến bên ngoài cùng là 0,2cm nhá mọi người. Tại vì Sơn không quay được chi tiết cho tất cả mọi người cùng xem, tại vì là không có ai quay cho Sơn, nên là Sơn phải đặt cam mà Sơn ngồi đây Sơn quay và Sơn nói và Sơn đo cho tất cả mọi người cùng biết, chứ không mọi người lại kêu không phải là mọi người lại kêu là Sơn quay nó không chi tiết đó mọi người, nên là Sơn phải làm như thế này. Chứ thực tế thì quay này nó mệt lắm mọi người ạ, không phải đùa đâu, mệt mỏi. Và làm cây cái này thì chiều dài của nó là 97cm, ở bên trên đầu là 0,5cm. Tại vì khi nãy Sơn có đo rồi, thì bây giờ Sơn đo lại luôn nhá. 0,5cm và bên dưới cùng thì chỉ cũng 0,5 luôn mọi người. Nhưng mà nó theo chiều bẹp á mọi người. Chiều bẹp thì ở đâu giữa? Chẳng ai. Ở đâu giữa là còn tầm 0,4 gì đó thôi. Nói chung là cũng tre lần này kiểu là nó cũng một phần là cũng không phải là non mà cũng không phải là già, là nó dở dở ương ương, gọi là kiểu đang ương ương đó mọi người, nó cũng chưa chín mà chưa không non luôn. Còn cái đuôi này thì 40cm thì tí nữa Sơn phải lọc ra đó. Bây giờ để Sơn làm cái đuôi luôn nhá mọi người, tí nữa mình chỉ việc là buộc nữa thôi, tại vì 4 giờ Sơn phải về công việc. Nói chung là Sơn tranh thủ Sơn làm đấy để Sơn đang còn đi về nữa mọi người. Thì hy vọng là tí là Sơn sẽ buộc xong diều rồi là khoảng tầm 4 giờ thôi, chứ 4 rưỡi thì hơi muộn rồi. 4 giờ hoặc là 4 giờ 10 thì đó Sơn về Sơn đi việc, công việc. Là Tết nhất đó mọi người. Là tranh thủ quay cho tất cả mọi người cùng xem mà gọi là Sơn trẻ lại đó mọi người. Trẻ lại là chỉ đo lại nó là vót thôi. Cái này thì chỉ có 40cm thôi nhá mọi người. Nó nhỏ và nó ngắn. Đây bây giờ Sơn sẽ quay mấy cái cây kia cho mọi người cùng xem nha. 4 cây đây nhá mọi người. Thì từ đoạn Sơn đánh dấu đây, thế này Sơn có đo là 0,4cm này mọi người. Cây này 0,5, Sơn vót ra đến ngoài cùng là 0,2 nhá mọi người. Đây mọi người. Nó hơi khó thấy tí. Và là mọi người cứ không thì mọi người cứ bỏ hai cái cây mọi người chống cái này xem nó đều chưa. Là mọi người lấy tay á, mọi người làm cái này, khi nãy Sơn quên làm đi cho tất cả mọi người dễ hiểu hơn. Thì những ai mà xem kênh của Sơn lâu thì có thể là mọi người dễ biết hơn, nhưng mà còn ai chưa xem thì có thể là mọi người chưa biết. Và là đây là một cái thanh 40 này, còn đây là cái thanh cái này mọi người. Thì nó khá là nhỏ tại vì phần này là gọi là hết tre rồi, gọi là giờ mà 4 cái thanh tre mà Sơn làm cái con diều lắp ghép á mọi người, thì nó gọi là toàn bị hai cây bị dính mắt không luôn. Không biết bữa nào Sơn có vót. Vót thì Sơn vẫn vót được, nhưng mà Sơn sợ là nó cong không đều. Nếu như mà cong đều thì nó lại không không nặng bằng nhau. Thế nó mới chán chứ. Thì bây giờ Sơn sẽ gọi là làm luôn nhá mọi người. Làm cho nó kịp giờ chứ giờ hỏng hết rồi. Sơn cũng đã làm xong hết rồi nhá mọi người. Thì không biết cái cây đuôi đâu ta. Đây mọi người. Cây đuôi đây. Sơn đã đánh dấu gọi là ở đây nhé mọi người, gọi là 10cm từ ở bên ngoài này, ngoài này lại đến đây 10cm. Thì bây giờ Sơn sẽ buộc luôn nhá, chứ mà chần chừ thời gian có hạn rồi mọi người ạ. Gọi là sắp 4 giờ rồi đó, là phớ lại 4 giờ giờ á, là Sơn tranh thủ buộc xong để Sơn đi về về nhà gọi là mang sang đây làm thì nó mát hơn đó mọi người, hoặc là nó khỏe con người mình hơn.
ở bên kia nó nóng quá mà nó khó chịu. Thì để Sơn buộc rồi, tí nữa Sơn lại quay cho tất cả mọi người cùng xem và cùng biết nhá. Sơn cũng đã buộc sắp xong rồi nhá mọi người. Đây mọi người, không biết lần sau lần này cánh thì sao mà mênh mênh mèo méo ấy. Tre lần này xấu quá mọi người ạ. Và làm được cái con diều đẹp thì hơi khó. Thì đẹp thì mọi người nhìn vào thì nó đẹp cái mắt hơn, nhưng mà nó lại không được. Và là bên này thì bây giờ mọi người khép giống như cái bên góc kia, hoặc là bên cái đọt kia mọi người, mình khép lại buộc thôi. Còn phần đuôi thì diều này 1m4 đúng ta, là Sơn đo ở đoạn này 15cm. Thì mọi người đừng có làm dài quá thì cái con diều mình nó sẽ bị lắc nhá mọi người. Cái đuôi mà dài quá là cái con diều mình dễ lắc lắm. Đây Sơn đã đánh dấu đây rồi mọi người. Thì bây giờ Sơn buộc cái đuôi vô nó là ok, gọi là chính chiến buộc đuôi như thế này nhá mọi người. Đây buộc đuôi này, không mọi người buộc cái nào cũng được, mà buộc cái nào cũng được, nói chung là mọi người thích buộc cái nào cũng được hết á. Thì bây giờ Sơn sẽ buộc xong rồi Sơn lại giờ không biết kịp không ta, chắc không kịp rồi mọi người ạ. Thì buộc xong thì chắc Sơn phải về chứ không kịp. Sơn cũng đã làm xong hết rồi nhá mọi người. Lần này thì Sơn không có giằng dây, tại vì là cái cây nó bị lệch chứ mọi người. Giằng dây thì vô nó sẽ bị lệch luôn. Đấy. Gọi là nhìn khá là đẹp, cực đẹp luôn, chứ không phải là nhìn khá là đẹp, không phải là Sơn tự khen của Sơn, nhưng mà cái đuôi nó hơi nhỏ ấy. Sơn thật. Đây mọi người, mới đầu Sơn tính lấy cây này làm cái nhưng mà không được này. Ơ được cái chứ, bằng luôn. Ô trời ơi, biết thế này lấy cây này làm cái ngon rồi. Cây kia làm cái đuôi thì đúng đẹp diều luôn mọi người. Thôi lỡ rồi thôi mọi người. Ai? Kệ mình. Sơn thì cũng đã làm xong hoàn toàn, hoàn thành. Thì hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký kênh ủng hộ Sơn nhiều nhá. Thì giờ gọi là hết giờ của Sơn. Hết ca. Giờ Sơn phải về. Thì hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký kênh ủng hộ Sơn. Còn là một đống nữa, Sơn phải dọn nữa mọi người. Gọi là cực kỳ là đẹp rồi đấy. Mùi tội là cái cánh thì nó hơi lệch tí. Thì một bên cánh này là khoảng tầm bao nhiêu thế này Sơn đo, khoảng tầm đâu 6 mấy à. 6 mấy đúng ra. Đúng rồi mọi người. Khá là đẹp luôn mọi người. Mọi người biết cái ghế này để làm gì không? Sơn để điện thoại. Đúng. Đúng khổ luôn mọi người. Thì hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký kênh ủng hộ Sơn nhá. Thì giờ Sơn phải về nhà. Một phần Sơn phải đi gọi là tầm 5 giờ Sơn về. Thì Sơn kiếm mi lông thì sẵn tiện ngày mai Sơn sẽ mang sang đây Sơn lại làm tiếp. Sáng mai Sơn đi chứ. Sáng mai là chiều mọi người ạ. Chiều Sơn mới làm được. Hy vọng là ngày mai Sơn sẽ là ráng làm và đi thả cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Thì bây giờ Sơn cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Sơn. Thì có thể là hôm nay là ngày đầu tiên của mọi người nghỉ Tết và đi học rồi đúng không? Gọi là một dịp nghỉ Tết khá là lâu và giờ tất cả mọi người đều đi học rồi. Thì hy vọng là mọi người sẽ like, đăng ký kênh ủng hộ Sơn. Và những ai đi làm thì có thể là làm sớm hoặc là muộn. Bữa nay thì như kiểu là ai mà nghỉ gọi là được hôm nay mới đi làm thì có thể là nghỉ khá là mệt mỏi mọi người nhỉ. Những ai mà đi làm thức thì Sơn chúc cho tất cả anh chị gọi là đi làm thành công trong cuộc sống mà. Thì bây giờ Sơn chào tất cả mọi người và hẹn tất cả mọi người vào clip tiếp theo của Sơn nha. Bye bye tất cả mọi người.